khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cũng như thời tiết mưa bão. Hiện nay, Đà Nẵng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, động lực, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công, góp phần cho khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Được khởi công vào tháng 10 năm 2020, đến nay sau hơn một năm thi công, dự án công viên vườn tượng APEC đã cơ bản hoàn thành việc thi công và hiện chỉ còn khâu cuối cùng là lắp ghép hạng mục cánh diều của dự án với gần 200 tấn sắt thép, dự kiến hoàn thành cuối tháng 12 này. Đây là dự án trọng điểm của thành phố với vốn đầu tư 759 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích gần 8.700 m2. Khi đưa vào sử dụng, sẽ là điểm đến văn hóa du lịch mang nét đặc trưng của thành phố. Thi công nhanh và hoàn thiện, bây giờ chỉ còn cái vòm này nữa là đi được sử dụng và rất là dân thành phố rất là hoan nghênh. Cái người dân trong thành phố mong cho con hoàn thành để cho chỗ rất là vui chơi, thế là coi như có là nghỉ mát trong cái thành phố nặng. Cùng với công viên APEC, sau khi thành phố chuyển trạng thái bình thường mới, nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn Đà Nẵng đã bắt đầu thi công rầm rộ trở lại để bù đắp lại khoảng thời gian nghỉ kéo dài do giãn cách. Để góp phần thúc đẩy tiến độ dự án, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phân công cho từng lãnh đạo thành phố trực tiếp theo dõi, đôn đốc các dự án trọng điểm để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc. Trong điều kiện mới, các biện pháp phòng chống dịch cũng được các đơn vị siết chặt. Toàn bộ công nhân là đều được kiểm soát chặt chẽ về mặt xét nghiệm mà trong quá trình định kỳ, trong quá trình mà triển khai thi công, cũng như là đảm bảo về các cái điều kiện về 5K, về quản lý con người, về các cái điều kiện đảm bảo dịch, phòng chống dịch. Để công tác giải ngân được đúng theo quy định thì chúng tôi là thi công đến đâu thì hoàn thiện cái hồ sơ và thủ tục liên quan đến đấy, để và chúng tôi là thực hiện cái công tác giải ngân theo hàng tháng, cứ hàng tháng chốt khối lượng và thực hiện cái công tác giải ngân. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, tính đến ngày 31 tháng 10, giải ngân đầu tư công của Đà Nẵng đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch trung ương và 54,5% kế hoạch thành phố giao. Nút thắt về giải phóng mặt bằng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. 25 công trình trọng điểm của thành phố đã đẩy nhanh được tiến độ tổng thể. Trong đó, đã khớp nối thành công 4 tuyến cầu vượt thuộc dự án đường vành đai phía Tây, đưa vào sử dụng cầu vượt nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, khánh thành đường và cầu qua sông Cổ Cò. Những tín hiệu tích cực từ đầu tư công sẽ góp phần quan trọng khơi nguồn cho việc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố sau dịch bệnh.